Đó mọi người xem ha. Thì ở đây thì đây, rất là rõ luôn là sâu cuốn lá. Đó, nó đã cuốn, đã có sâu cuốn lá. Rồi có những cái vết chấm kim nè mọi người. Đó là dấu hiệu của bệnh đầu ôn ha. Rồi song song đó thì có những cái lá nó bị vàng đó, vàng lá, bạc lá đó, nó là do vi khuẩn. Và bác hai đang phun đó mọi người, đang phun thuốc để ngừa bệnh đầu ôn, rồi vi khuẩn và sâu cuốn lá. Và những loại thuốc đó là những loại thuốc nào thì mời mọi người xem video. Rồi Hiếu xin chào mọi người. Thì bây giờ Hiếu đang có mặt ở ngoài cánh đồng nè mọi người. Thì bây giờ thì bác hai mới vừa xịt được 4 bình phải không bác hai? 6 rồi. Mới vừa xịt 6 bình. Bây giờ bác hai gắn thêm 4 bình nữa để nghỉ ngơi. Nghỉ làm điếu thuốc rồi xong rồi mới mới làm tiếp phải không bác hai? Đó. Đây là cái chai thuốc Ninja phải không bác hai? Ừ nè. Ninja. Đó. 20C hả? Cái nắp đó 20, đầy hơn 20. Thế là được rồi, nhiều quá. Nhiều cái gì? Mà cái gói thuốc tiếp theo đó là cái gói Santosin. Đó là cái gói vi khuẩn đặc trị bệnh vàng lá. Rồi nói chung mà là nó vi khuẩn đó mọi người. Trời, con thấy bác hai chơi hai gói sâu luôn hả? Đâu có, một thôi. Và tiếp theo đó là cái gói solo. Solo diệt sâu tận ổ. Ồ, cái nước nó màu sữa ha bác hai? Này màu sữa nó như là thằng hải gì quên. Nó bạch thông thông gì đó. À. Nó giống rèo bạch thông. Còn cái phụ an bên đây là mình xịt hình nào bác hai? À, chắc bên bác Nam Thái quá. Đi, đầy rồi chứ. Này một công như bác hai xịt hai bình hả? Đâu quá, có hơn bình. Giờ đi hơi lẻ rồi. Đi từ từ, từ từ. Công 13 bình. 9 công 13 bình. Rồi bác hai không sắm bình điện cho nó khỏe chút bác hai. Tại cái này có rồi đi mua chứ tốn tiền. À. Thấy không? mà mình sắm bình điện thì nó đỡ hơn. Mà không có điện nó mất cái sạc á. Dạ. Đi sạc sạc chơi. Vậy hả? Chở ra chở gì? Hồi nãy con chở phân cho chú Tròn. Ồ. Còn có đây chục nữa. Dạ. Đó, sau khi bác hai pha thuốc xong thì bác hai đang xuống ruộng phun nè. Mình xem. Đây là cái mẫu của bác hai. Cái mẫu này là 9 công nha mọi người. Đó. Rồi mình quay lại cái chỗ mà bác hai pha thuốc lúc nãy. Và những cái loại thuốc mà bác hai vừa phun nè. Solo, Santosin và cái chai Ninja, Ninja của công ty VFC nha mọi người. Đó. Thì cái Ninja này á, thì cái hoạt chất của nó là phenocyanin và isoprothiolan là 300g trên lít. Đó.
nó có tác động lưu dẫn mạnh và đặc trị bệnh đậu ôn lá. Cái ninja này thì nó ra cũng rất là lâu rồi, và khi mà mình phun cái ninja thì lúa của mình nó rất là xanh và nó khá chín cây. Rồi còn cái Solo, đây là Solo nè mọi người, thì cái bộ sản phẩm này của công ty VFC đó, Solo diệt sâu tận ổ, và cái hoạt chất chính đó là chlorphenapy 350g trên lít. Và cái gói này là gói 20ml. Một gói này chúng ta có thể sử dụng cho một bình máy nha. Và ở đây bác Hai xài bình 16 lít thì cũng sử dụng một gói luôn. Và cái thuốc thứ ba đó là cái Santosin, là cái đặc trị bệnh cháy bìa lá hay còn gọi là bạc lá, rồi bệnh thối gốc do vi khuẩn. Cái giai đoạn này sau khi mà lúa đón đồng xong thì mình phun là nó sẽ ngừa đậu ôn cổ bông, rồi nó ngừa sâu. Ngoài ra thì ở đây còn có vài gói cái Sulfaron. Tại vì cái gói Solo nó không đủ và bác Hai còn tận dụng những cái thuốc mà còn tồn lại của xịt đợt trước nên bác Hai phun luôn. Còn phía bên đây nè mọi người, phía bên đây thì mình mới vừa hỏi bác Hai đó là bác Hai nói không phải là của bác Hai xịt và của cái mẫu ruộng kế bên và xài thuốc gì thì mọi người cũng thấy ha. Ở đây nè, ở đây thì cũng là Solo nè mọi người, Solo của VFC đó. Tại sao Solo lại được bà con tin dùng như vậy thì mọi người cũng đã hiểu rồi. Solo nó diệt sâu quá, rất là hay đó. Còn cái gói khuẩn nè, khuẩn thì ở bên đây thì xài Totan. À, còn chỗ bác Hai là xài Santosin luôn. Tại thì ruộng bác Hai đang bị cuốn lá, rồi nó có những cái vết bệnh chấm kim của đậu ôn đó, nên bác Hai xịt ngừa luôn. Thì giai đoạn này thì ngừa luôn cái vi khuẩn. Đây, cái lá lúa này nó đang bị cuốn nè mọi người. Đó. Đó, mọi người thấy không, con sâu nè. Rất là rõ luôn ha. Thì mình làm rớt nó dưới nè. Thì cái Solo này á thì khi mà mình phun như vậy á thì nó quản lý con sâu rất là hiệu quả, bởi vì nó cái gốc thuốc của nó là chlorphenapy, và nó mình phun như vậy á thì sâu nhỏ thì khoảng ngày mai là nó chết rồi, còn sâu lớn là khoảng 2 ngày, và khi nó chết thì con sâu nó sẽ nó chết màu đen luôn á mọi người, nó y hệt như là cái Sulfaron ba lưỡi búa đó.